Ê, mở người ta cháy nhà. Ê, đợi một chút. Ý, ông ăn cái gì vậy? Quả đức tinh quân. Ta đang ăn sò lông nướng mỡ hành. Ý, cũng lâu rồi ta chưa ăn sò lông. Ý, khỏi nướng làm chi cho nó mệt. Tới Úc Ken đi, sò lông sò lá gì cũng có hết. Bây giờ có chuyện quan trọng đang cần ngài giúp nè, không giúp là không được đâu. Chuyện gì quan trọng dữ vậy đại thánh? Nói đi, giúp được tôi không giúp đâu. Thôi đừng có nói xàm nữa, sư phụ của ta lại bị yêu quái bắt đi nữa rồi. Chuyện này là bình thường mà, tôi thấy tập nào ổng cũng bị bắt hết trơn, rồi nó cũng thả. Nhưng mà lần này thì khác, ổng bị con cú của gài nó bắt dễ gì mà nó thả. Ồ, cái này thì hơi kẹt à. Không thì kêu ổng ở lại luôn cho rồi. Ổng mà không đi thì đâu có bị yêu quái bắt đâu. Ngài cũng khỏi mất công đi cứu nữa. Ê, giỡn hoài, ta đang nghiêm túc đó. Ông mà hốt con đó giùm ta, ta dẫn ông tới Ốc Ken ăn ốc. Thế giới ốc, ốc gì cũng có. Thề luôn á, ta mà nói xạo, cho ta bị bắt vô sở thú đi, khỏi đi thỉnh kinh luôn. Hứa rồi có giữ lời không? Giang hồ nó đồn ngài thất hứa dữ lắm, chắc như cục sắt. Ok, bây giờ nó đang ở đâu ngài chỉ đi, ta kêu giang hồ tới hốt nó liền. Ok, đi. Mà nhớ là dẫn ta tới Ốc Ken nữa nha. Các ngươi là con cái nhà ai mà sao đi lạc vô đây hả? Có biết động này là động yêu quái đẹp trai lai lai giống chó hay không? Mày không bắt tao sao tôi vô đây được? Não mà thiếu ốc thì tới Ốc Ken mà ăn đi ha. Để coi, ở đâu có sẵn cục đá vậy? Tao đá một cái cho não của mày hoạt động lại bình thường nè. Chết mày chưa? Thiệt là tức, con heo mắc dịch dám chọc tao hả? Tao giận. Lính đâu, đem tụi nó đi khôn dịch hết cho tao. Buông ra. Nhớ cạo sạch lông nghe không, nó hôi lắm. Sao sư phụ bắn đứng con vậy? Đại Dương à, ta nói con dạy thì cái mang, nhưng mà ta là thầy chứ không phải cha, nên đứa nào chửi đứa đó chịu, ta không biết gì hết á. Con heo này ta nói, nó lì, ta tính hút nó bữa giờ mà chưa có rảnh. Vậy luôn hả? Ta ghim con heo nó bữa giờ. Đại Dương nghĩ thử coi, ta đi thỉnh kinh thèm ăn ốc muốn chết vậy đó, vậy mà hôm qua nó đi với con Hương bên đèo ăn ốc. Núi ta đâu có ai tên Hương bên đèo. À, là con heo bên đường đó mà, cái tật mê gái không có bỏ. Đàn ông con trai mà không mê gái chắc đi đáy ngồi cho rồi. Nghe người nói làm ta nhớ người yêu ta quá. Nhìn ta vậy chứ ta mong manh dễ dở dữ lắm. Người có nghe gì không? Tiếng lòng ta dở đó. Nói không giấu gì chứ ta mới chia tay người yêu. Nó nói ta không có biết chỗ đi ăn uống. Thiệt vậy hả? Vậy chúc mừng nghe. Đại Dương không nghe câu phụ nữ là những con đường, đường càng cong thì càng nguy hiểm. Nghe thì cũng đúng, nhưng mà ta mới chia tay bạn trai. Rồi, ta hiểu luôn rồi. Phải chi gặp ta sớm là được rồi. Chi gì vậy? Ta chỉ ngài chỗ đi ăn. Hả? Sao? Ngươi biết chỗ đi ăn hả? Đại Dương làm như là nước sôi đổ vô háng vậy. Gấp, sao không gấp được? Ta phải tới đó liền, không thôi nó bỏ ta rồi sao? Rồi ở đâu? Chỉ đi, ta gấp lắm rồi. Thì là quán Ốc Ken đó. Hồi đứa ơi, thấy cưng quá à. Quay Đại Dương làm gì vậy? Ta thấy cưng nên nựng cái gì mà. Đụng hồi ta giả cho rớt hàm á. Nhưng mà quán Ốc Ken có nhiều loại ốc không? Bao nhiêu, ốc nào cũng có. Nào là ốc hoàng hậu, ốc sư tử đảo, ốc tai tượng, tự lưa hột mít hết. Nói chung là thế giới ốc luôn á. Vậy hả? Mà Ốc Ken có tươi hay không? Tại ta ăn nhiều chỗ ốc chết ngắt bực như con mực luôn. Đại Dương cứ yên tâm, Ốc Ken bán toàn là ốc mới không à. Thực đơn toàn là món lạ như là gỏi, nướng, đặc biệt là cút lộn xào me. Có ba chi nhánh trên màn hình đó. Ok, giờ ta đi tới đó liền, nhưng mà theo kịch bản là ta phải nhốt nhà người lại. Bớ, Đại Dương báo cáo, Đại Dương báo cáo. Ngoài cổng có con khỉ nên nói không thả sư phụ nó ra là nó quýnh Đại Dương má nhìn không ra luôn. Ý, đệ tử ta tới. Thôi thả ta ra đi, không nó quýnh người thiệt á. Phải không? Phải trái gì nữa, nhanh lên đi. Đại Dương rảnh thì tới Ốc Ken liền đi, để người yêu nó bỏ bây giờ.